Rồi, vâng, có lẽ xong pha này là mình sẽ cập nhật tỷ số cho anh em và xem cái chuỗi mà vâng 3 sao liên tiếp của anh em vâng COC Việt Nam nào các bạn. Vâng, có một trận nữa đang diễn ra. Vâng, 25 bay cho 34 tơn. Ui vai đái. Kinh khủng khiếp. À đây, đây, đây. Để xem ông rồng này, ông đánh cái gì đây nào. Vâng, minor hop. Ok đây. Queen 75 này đụng ai chứ đụng cái lũ đầu trâu kia và Baron kia, ngon ngon, quăng xương tốt. Ôi rồi ôi, cho đến khi cái xoáy nó bùng lên rồi bịt nhà chính, không bịt nhà chính nhưng mà đập cuồng nộ. Ừ thế thì cũng nát. Ừ nát rồi. Vâng, theo thông tin báo về khả năng là nát rồi. Royal tham chiến, đúng rồi, xiên lộ, đúng rồi. Còn Inferno bên này, bịt lại, quả chật thật. Quả bị Inferno một tia rất chất anh em ạ. Yên tâm đây. Đánh nó phải thế chứ này, đánh Trung Quốc nó phải thế chứ. 200% công lực đến từ turn này của Mr. Zero. Vâng, Zero 0% cho đội bạn, còn chúng ta là 100% cầm về. Queen còn chưa gồng, còn King 75, bạn chơi với ai đấy? Một chọi một đống thì bạn đi đâu? Bạn ơi, vâng em Queen lìa một phát cho nó sập đi em. Đúng rồi, vâng gồng lên đàn bom, không sao cả. Lìa. Vâng, thông tin báo về là lìa rồi. Đánh nó phải thế, vâng cảm ơn anh Dê 10 sao nhá. Trời, quá đẹp. Trận này là rất đẹp anh em ạ. Tuyệt vời. Ai nữa nào? Vâng, thấy chưa, tôi nói các bạn rồi, liên tiếp các trận cho anh em xem luôn. Đâu rồi, Minor Hop đến từ anh Ring 86. Lên nào, vâng trận này lại lia nữa. Úi trời ơi, không đùa được với anh em Việt Nam đâu. Đánh là khét là lẹ. Giao bánh. Này thì Inferno một tia này. Vâng, 48 giây, thời gian là không chờ đợi. Anh em bục ra hết lính đi nào. Vâng, xin một tràng pháo tay nữa, vâng lại lia rồi. Đấy các bạn ạ, à, vâng đánh hùa ở đây anh em phải đánh liều ăn hit nhiều như thế này. Nhưng mà tôi đánh tạ quá thì phải ra cho anh em. Việt Nam cố lên. Yes. One hit một turn nữa các bạn. Tiếp theo nào. Vâng, Master. Vâng, bây giờ biến thành quái vật rồi. Baby xương. Không còn phải baby sang nữa đâu anh em ơi. Lên. Mấy trận đầu bay lắc tí thôi. Vâng, trận này thì quẩy nhất người luôn. Đâu rồi, ơ kìa bạn ơi. King Queen có mặt và quăng xương. Baby cũng đã có. Anh em lên nào. Một pha gồng tốt các bạn. Khí cầu chiến chuẩn bị nào,
Đông Dương lính nội thành đi. Đúng rồi. Mặc dù là hơi chậm một chút xíu nha. Bịt cây thổi gió, anh em thấy không? Bịt hai cây thổi gió cực kỳ chất và bịt luôn được cả cây pro nhiều điện ấy bạn ơi. Vâng, đừng bạn ơi, Monster, vâng bạn đi đâu vậy Monster? Ôi giời, Monster, vâng mấy trận nãy giờ vẫn đang ngon lắm mà. Vâng, 900 anh em quẩy lên nào. Đây rồi. Ồ, xoáy kìa. Vâng, quả xoáy khắm thế. Vâng, dường như đó là điều báo trước rồi sao? Nghiệt tâm, chúng ta sẽ hóa giải được, chúng ta còn đồ thì cứ chơi đi. Vâng, cứ chơi đi vì cuộc đời cho phép nào. Chúng ta còn hai xương, chúng ta còn royal, chúng ta có quyền hy vọng vào. Vâng, lực lượng điên cuồng đến từ Inferno 1 thì chỉ đốt xương thôi. Baby của chúng ta nó cứng lắm, yên tâm, cố lên. Đúng rồi, phải chơi mấy con xương lẻ tẻ kia đi. Baby kìa, baby cố lên em. Royal, đúng rồi, cứu, đúng rồi. Vâng, 3, 4, 4 đánh 4. Trời, đã ăn xong cái E. Yeah, này thì xiên chúng tôi nào. Gãy lên thôi anh em. Trận này lia rồi, vâng, 900 anh em đây rồi. Vâng, lên 1.000, 1.001 các kiểu cổ vũ cho Việt Nam các bạn. 200% công lực, yes. Quá hay đến từ Monster. Vâng, đúng là quái vật. Cái chỗ khu vực lính hộ nhà chính ấy, nó hơi bị căng cò khi mà gặp lốc xoáy, nhưng mà bạn ấy vẫn bình tĩnh xử lý được, rất tốt. Tiếp theo ai đây? A3VNH2O rồi. Vâng, lên như nước luôn nào. Úi dồi ôi, H2 cộng O2 là bằng ho phải không anh em? Úi dồi ôi, này thì Queen này trời với chúng tôi này. Lên 1.000 khán giả nào. Vâng, úi dồi ôi, đại ca Danh Huỳnh, vâng cảm ơn 100 sao, tuyệt vời quá. Với rồi ơi, chào đại gia. Anh em cố lên cho Việt Nam chúng ta quẩy nào các bạn, lên 1.000 đấy. Vâng, đang 900 hơi lẻ tẻ, anh em quẩy chưa sung lắm. Đây mới đúng là tinh thần của Việt Nam chúng ta, vâng, đúng tinh thần của COC. Đây, clan đấy các bạn, đánh là phải full sao. Vâng, không full được thì thôi. Bảy rồng đang khép góc tốt. Bịt máy bắn đá và ít bịt cây Inferno nhiều tia là tốt. Và bịt này là tốt nhá. Sẽ sập Inferno nhiều tia rồi, yên tâm. Đúng rồi, em quên có nhiệm vụ ôm lô của nhà chính không? Tại quản giáo vẫn chưa gồng mà đầu tư băng trước. Ui xồi, xoáy kìa. Xong nhà chính, ok đây. Một pha đầu tư gồng queen hợp lý. Chúng ta còn một băng và cuồng nộ khi áp sát vào chỗ máy bắn đá với cả là Inferno 1 kia ở đây. Bên đây kinh với cả là Royal đang ôm rồi. Cuồng nộ không, không. Sẽ là một pha gồng quản giáo để cứu. Gồng thôi. Gồng, đúng rồi. Một pha gồng quá đẹp. Có lẽ chấp băng. Có lẽ là sẽ chấp băng và chấp skill kinh. Nở cái tầm gồng ạ. 1.000 anh em lên đấy. Xoay. Chấp băng luôn. Chấp Royal luôn. Đánh như này thì mới gọi là ngon chứ này. 1.000 khán giả rồi. 1.000 khán giả rồi anh em ơi. Cố lên. Một trận đấu rất đẹp đến từ A3H2O. Vâng, đánh như thế này có khi vâng loằng ngoằng tí nữa hết mất trận nhà để mà lia cộng family Hà Anh. Vâng. Đâu rồi, mãi bên nhau bạn nhá. Một pha gồng rất tốt nào anh em ơi. Ui giời, nhà chính có một kinh bảo kê, không sợ kinh. Đúng rồi, sẽ là một pha gồng kinh thôi, nó nổ mà. Vâng, xoáy rồi. Không sao, bôi cao sẽ khỏi, cố lên anh em. Giời ơi, bom giờ này cần hết khi mà quản giáo ở đây. Vâng, miner với hop còn quá đông và như vậy là family Hà anh ơi. Vỗ tay đi chứ còn gì nữa. Thay thì các bạn ơi, Trung Quốc ơi, bạn nãy hồi đầu trận giả vờ thôi, Việt Nam giả vờ thử lòng Trung Quốc thôi. Bây giờ ơi, chấp băng luôn. Trận này sẽ là một chấp băng. Và các bạn có thể thấy là Miner với Hawk toàn thương binh liệt sĩ thôi. Nhưng cố lên anh em. Không sao cả, sẽ ngon. Tuyệt vời. Nó ở cái tầm rồi các bạn ơi. Vâng, ai đây? Ông rồng này nữa. Vâng, nãy làm một tơn hồi nãy rồi. Vâng, nữa rồi hả? Ôi vãi đái. Ông thần này làm hai tơn rồi.
Kinh đấy. Ôi rồi rồi. Vâng, xem lại nhà này nào. Ui trời. Vâng, vẫn là trận thi đấu mài được họ. Vâng, 1.000 ơi, 1.000 anh em lên. Lên luôn, lên luôn. À thôi thôi, có trận đánh đây rồi. Vâng, anh em yên tâm, tôi bảo các bạn rồi. Vâng, đánh dồn dập luôn. War Destroyer, vâng, thanh niên phá war đây rồi. Đứng thứ 50 lên đánh nhà số 41 sẽ ra sao đây? Vâng, Sneaky Goblin đang khuấy động phong trào khu vực góc dưới này. Chia sẻ nhiều lên anh em ơi. Vâng, không mấy khi chúng ta gặp được Clan Việt Nam chúng ta đánh tưng bừng như thế này đâu. Vâng, mình đảm bảo với các bạn luôn. Bởi vì mỗi người chỉ cầm một ảo thôi, các ông tranh nhau đánh. Mà đánh phải tốt, không tốt là sẽ bị loại. Và tôi là một điển hình trong việc đánh mua tạ nên đã được mời ra khỏi ngay lập tức. Rồi, cố lên Queen ơi. Vâng, không cắt gì cho Queen đi vào ạ. Úi dồi ôi. Bách cái bang gáy đi nên từ khi mua là sao đấy. Khu vực nhà chính vẫn đang chuốt quầy đấy. Ăn không gồng Queen mà không chơi đồ. Vâng, có vấn đề gì ở đây không? Vâng, phải cuồng nộ chứ. Ui rồi anh ơi, đào tìm lắm anh ơi. Ui rồi anh đang sử dụng sức mạnh cho vâng cái combo này mà anh chơi càng quá. Ngon rồi. Cố lên nào bạn ơi. Đấy, chà. Trời. Ông này đi mình cảm thấy nó hơi rung không ạ? Mình cảm thấy cái này hơi rung ý. Nhưng mà có lẽ là sẽ ổn thôi. Vâng, đừng có phá chuỗi 3 sao nhá. Á, ô, thông thường bên này cho Queen đi các bạn kìa. Vâng, tính hết rồi. Pha này là tính hết rồi, không phải đơn giản đâu bạn ơi. Không phải đơn giản đâu. Một pha hồi máu nữa. Vâng, Clan COC Việt Nam là Clan quy tụ những người chơi đánh vua tốt của Việt Nam chúng ta thời điểm hiện tại. Và sẽ là một quy luật đào thải rất là khắc nghiệt ở trong Clan này. Tức là nếu mà bạn đánh mà không đáp ứng được yêu cầu mà ban tổ chức của Clan đề ra, các bạn sẽ bị loại ngay lập tức. Úi dồi ôi, vâng, bắt buộc các bạn phải lìa. Ít nhất là mỗi trận vua các bạn phải làm được một bầy. Úi dồi ôi, đặc quá anh em. Vâng, một pha gồng đẹp, vâng, 40 mấy giây và lìa rồi. Khó tin thật, nhưng mà vẫn diễn ra đấy các bạn ạ. Úi dồi ôi, quần với Miner với Hawk quá đông trong tình huống này. Vâng, cái gì vậy? Giao bánh, chồng chấp Queen, chấp luôn cả Royal và lính thì còn. Vâng, một mã lính luôn, vâng, đông như dân Trung Quốc vậy. Ồ, quá đẹp. Nó phải nó ở cái tầm bá đạo. Vâng, Huy Sky, oh yeah, Huy Sky ơi, cố lên nào anh em ơi. Úi dồi ôi, quẩy lên nào, hơn 1.000 khán giả rồi. 1k rồi. Quẩy anh em ơi. Vâng, đang nhắn vào cho anh em. Đây là một trận dòng xương đến từ Huy Sky. Vâng, Sky ơi, Sky đâu rồi? Vâng, động dương ở chỗ khu vực lính nội thành như nào? Ui dồi, càng lắm. Anh em Battle Ray, vâng, di chuyển khá nhiều quân lực sang đây. Úi dồi ôi. Vâng, bịt tiếp khu vực ở cây Pro nhiều tia với cả máy bắn đá ở đây. Chúng ta đầu tư mất 2 băng rồi đấy. Đầu tư trong tình huống đấy. Vâng, thả xương con Queen đi nào. Thả xưa con Queen đi nào. Vâng, máy bắn đá ở cái chỗ này nãy giờ nó không hy sinh à, trời ơi. Đúng rồi, Royal, cố lên em. Thả xương tiếp cho cây Frodo một tia mà bị chiếu vào con Royal ấy. Vâng, thả xương muộn là dính trưởng đấy, dính đòn đấy. Vâng, thả băng tiếp cây Frodo nhiều tia bên này đi. Thả băng cây Frodo nhiều tia, đúng rồi. Nó đang đúng ấy. Nó đang đúng đấy. Đường đi quân của rồng đang đúng đấy. Con rồng điện. Úi giời, tuyệt vời. Yeah. Gãy làm sao được hả anh em? Vâng, hôm nay trồng rồng quá tốt. Nãy giờ rồng xương lia rất nhiều. Việt Nam cố lên anh em. Vâng, nó phải thế. Nó phải đánh ở cái tầng khí thế như thế này chứ. Vâng, CBW nhiệt này. Nhanh còn kịp nào, vâng, mai nữa họ. Trời, nó ở cái tầm rồi, vâng, gãy làm sao được. Vâng, Sky ơi, say sự, oh yeah.
Không, anh vẫn ở bên Betway em ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi, Betray thì sẽ làm video bạn. Đánh như thế này nó mới gọi cái tâm chứ nị. Xem như thế này toàn one hit mới đã con mắt chứ. Sky có khác à? Ở Huy Sky đánh được đấy. Được. Vâng, em balloon xoay đúng một vòng ăn được quả bom đèn. Giỏi đấy. Sẽ phải chơi đồ pha này bởi vì thằng King nó vụt cả. Ui dồi ôi, không chơi đồ mà đầu tư hai một Wizard với cả một Hunter. Vâng, đánh lừa luôn. Đánh lừa luôn bằng một em Wizard. Vâng, dương đông kích tây để cho Hunter vào trong. Hợp lý quá nhở. Pha xử lý ở đây là đang rất là gọn gàng. Vâng, còn có 1 phút 50 thôi. Cố lên nào. King chạy cánh ở 9 giờ. Nhìn ghê thật anh ạ. Vâng, ở đây quy tụ toàn những anh em đánh tốt thôi các bạn. Bởi vì không tốt là sẽ bị loại. Ôi dồi ôi, em ơi, em Nem ơi, anh thấy đây rồi nhưng mà đang rất căng nha. Anh cứ chụp ảnh ở đây rồi. Còn thăm được hay không thì chốc nữa, vạn sự tùy duyên chứ vẫn đang mùa hài lắm. Vâng, lên 1.100, 1.200 anh em đi anh các bạn ơi. Vâng, đánh mát nhã như thế này cơ mà. Vâng, vụt Trung Quốc là 200% công lực. Này, vâng không nói nhiều. Bên này anh em áp lực lắm, đánh phải đánh sớm. Không sớm, không lia được là bị loại. Ở Queen ơi, sao không ăn cái máy bắn đá nốt đi Queen. Chúng ta còn đúng một hồi máu nha. Ôi trời ơi, thoải mái rồi, thoải mái rồi. Ui giời, máy bắn đá bó tay trong trường hợp này rồi. Hawk với Miner quá đông. Cũng là Miner Hawk thôi, nhưng mà sao anh em bên này đánh gắt thế. Headhunter có mặt luôn để chơi em Royal đấy các bạn này. Bị đơ rồi, em ấy đã bị đơ rồi. Ô, vâng, khu vực này bị bom bẫy vậy mà tan nát hết kìa. Oh no. Oh my god. Còn 30 giây. Vâng, còn sống còn chiến đấu. Còn Super Minion quá khó chịu khu vực bên kia. Vâng, còn Super Minion may mày nằm xuống. Cố lên 21 giây vâng, còn sống còn chiến đấu. Vâng, còn thở là còn gỡ. Còn thở là còn gỡ. Đây mới đúng là tinh thần của Việt Nam chúng ta. Yes. Đây rồi. Quá đẹp đến từ Nhật này. Nó phải thế. Một pha gồng Queen rất hợp lý trong thời điểm khởi khắc là thời gian thi đấu không còn nhiều. Tuyệt vời. Quý con. Tiếp theo vâng, đây một là một mẫu bay cũ. Và rồi cũng sẽ nằm thôi. Khả năng bay này sẽ nằm. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Chúng ta chơi tàng hình trong tình huống này. Vâng, lên một ca mốt đi nào. Vâng, cố lên một ca mốt đi nào anh em ơi. Ui dồi ôi, đánh hay quá. Đánh tưng bừng lên nào các bạn. Đánh như này mới gọi là tinh thần của Việt Nam chứ. Mấy trận mùa vừa rồi rất cảm xúc của Headhunter kìa. Đang bắn chùa và tốt lắm, hai tướng nó nằm xuống. Vâng, chơi luôn em Queen là ba tướng. Vâng, hai Headhunter thôi mà hãy ba tướng nằm rồi. Tốt quá. Phá được một quả bom nữa, hay. Rất hay. Cố lên một ca mốt đi nào anh em ơi. Đừng. Úi giời ơi. Đây mới đúng là tinh thần của Việt Nam chúng ta. Chứ Queen, em Queen, ôi em Queen gồng mất rồi. Vâng, cố gắng ăn luôn được cái máy bắn đá không em. Đúng rồi, giảm áp lực đi. Giật điện, gồng đi. Gồng đi chứ không phải chật trời thì nữa. Làm thêm một cái e nữa. Và khu vực còn lại là sẽ do Lavaloon bảo kê. Chỉ còn đúng hai cây e thôi. Rồi, vào luôn. Mày học bạn kia đánh hay quá. Em tặng 30 sao Nhật này thì phải. Quá hay, đúng rồi, cảm ơn linh hồn của team nha. Anh em đánh rất tốt luôn. Trận này tạch. Vâng, ngừng thở là người thắng. Thank you Naha. Vâng, love from India. Vâng, we are from Vietnam. Thank you. Like, share, chia sẻ đi nào các bạn ơi. Vâng, tinh thần đánh của anh em bên này rất tốt. Thêm một bình tốc không? Thêm một bình tốc ở khu vực trung tâm không? Không thêm. Giờ mới thêm. Trời ơi. Vâng, bạn ơi. Đưa tay đây nào. Nát nhà bạn nhá. Quá đẹp. Lavaloon là rợp trời rồi anh em ơi. Vâng, quý con nó có một trận tưng bừng. Ôi trời ơi. Tuyệt vời. Quy tụ những anh em vâng đánh clan chất của Việt Nam đây rồi.
Hello, vâng, kiểu này Trung Quốc có luật như thế kinh sáng luôn. Đây, vâng, có lẽ xong pha này là mình sẽ cập nhật tỷ số cho anh em và xem cái chuỗi mà vâng 3 sao liên tiếp của anh em vâng siêu xì Việt Nam nào các bạn. Vâng, có một trận nữa đang diễn ra. Vâng, 25 bay cho 34 tơn. Ui vai đài. Kinh khủng khiếp.